Alo, cảm ơn quý vị. Sáng nay là một buổi giảng rất đặc biệt và thậm chí là đặc biệt nhất trong hơn 2 năm qua. Vì hai lẽ, thứ nhất á, là chúng ta đang học về kinh Đại Niệm Xứ, là trực tiếp nói đến cái con đường hành trì chứ không chỉ đơn giản là những vấn đề giáo pháp học qua để mở mang trí tuệ, tăng cường và soi rọi nhận thức, mà ở đây là những gì mà quý vị nghe được là mình có thể trực tiếp đưa vào đời sống để thực tập và được an lạc, là hiện tiền. Đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là đây là cái buổi giảng đầu tiên mà trong hơn 2 năm qua chúng tôi không có nói, mà là chúng tôi đọc. Chúng tôi đọc lại cái bản dịch của chính mình về cái đề tài thọ quán niệm xứ được đúc kết từ các vị tôn túc Sayadaw của Miến Điện nhé. Và đó cũng chính là cái đường lối hành trì và giảng dạy đang được phổ biến rộng rãi bên xứ Miến Điện. Cho nên đặc biệt đối với những bà con nào có cái nhu cầu tu tập tuệ quán ngay bây giờ, hoặc là sắp sửa tìm sang các cái trường thiền Miến Điện, thì bà con đặc biệt phải nằm lòng những gì mà quý vị nghe được trong buổi giảng sáng nay. Dĩ nhiên qua bản dịch này thì quý vị không còn nghe cái hơi hám gì của Miến Điện hết, mà hoàn toàn là bản dịch được cái nội dung được Việt hóa 100%. Chúng tôi sẽ đọc rất là chậm, và sở dĩ chúng tôi chọn cái cách này thay vì chúng tôi đọc rồi chúng tôi nhìn cho đó chúng tôi giảng, thì chúng tôi sợ làm hỏng đi cái hương vị mà chúng tôi muốn gửi đến các vị trong cái bữa đại tiệc này. Cho nên đích thân chúng tôi không có xào nấu, mà chúng tôi chỉ là lấy muỗng và lấy vá múc gấp từng phần bỏ vào đĩa cho quý vị nha. Sáng nay chúng ta học về thọ quán niệm xứ, tức là cái thể tại thứ hai ở trong bốn niệm xứ. Cái phần này đó là căn cứ vào chánh tạng, gồm có kinh Đại Niệm Xứ trong trường bộ và trung bộ. Bên cạnh đó là cái chương mà tương ưng thọ ở trong tương ưng bộ kinh mà chúng ta đã học qua rồi. Nhưng mà học để biết thôi, học về nặng về lý thuyết thôi, chứ còn ở đây là chúng ta cùng nhau tham khảo về mặt hành trình rau rau trước, về cái thọ quẩn trước. Thọ quẩn là một, chúng ta đang học về thọ quán niệm xứ. Thân quán niệm xứ là mình quán chiếu về thân. Chúng ta cũng biết rằng là sự có mặt của chúng ta trong cái thế giới này nó chỉ gồm có hai phần thôi, đó là thân và tâm. Như vậy thì cái dòng luân hồi đó nó không phải là cái sự luân hồi của một cá nhân, một cái tôi, một cái bản ngã nào hết, mà nó là sự có mặt của thân và tâm từ đời này qua kiếp khác. Mà cái thân tâm nó ở đâu nó ra? Nó chính là từ cái tham ái trong cái thân tâm. Có nghĩa là có người thì thích cảnh vật chất, có người thích cảnh tinh thần nha. Chính vì thích hai cái đó cho nên chúng ta mới tiếp tục có thân tâm ở đời này qua đời khác. Mà nội dung của tuệ quán là gì? Đó là quán chiếu thân tâm để mà nhàm chán thân tâm, rồi từ đó không còn tham ái trong đó và chấm dứt sanh tử, có nghĩa là không còn tiếp tục để cho thân tâm nó hiện hữu nữa. Bởi vì nó có hiện hữu trong hình thức nào đi nữa rồi thì nó cũng quẩn quanh trong cái vô thường, khổ và vô ngã. Thì cái pháp môn tứ niệm xứ đó là cái con đường quán chiếu thân và tâm để mà chán, mà sợ nó, để mà buông nó. Thì cái thân quán niệm xứ là cái cách để mà mình quán chiếu, mình soi rọi cái thân. Còn ba cái niệm xứ sau là để quán chiếu soi rọi vừa thân vừa tâm. Dĩ nhiên nó nặng về tâm hơn, ba cái sau nó nặng về tâm. Nhưng mà ở cái thứ tư đều cả thân lẫn tâm. Thì thọ quán tức là quán chiếu về thọ quẩn
nghe thì có vẻ ít quá, bởi vì thọ là một năm uẩn, nhưng mà thực ra đó thì đã nói tới tâm là nói đến bốn danh uẩn: thọ, tưởng, hành, thức. Không có lúc nào mà một chúng sanh có tâm thức mà lại thiếu thọ uẩn, chuyện đó không có. Thọ tức là cảm giác thân hay cảm giác tâm, thì cái cảm nó là một phần của đời sống của chúng ta. Và trong nhiều trường hợp thì Đức Phật ngài mô tả thế giới này chỉ cái căn cơ, cái trình độ mà cái cảm thọ ở mỗi loài nó mỗi khác nhau. Thí dụ như con người, cái cảm thọ an lạc hạnh phúc của mình ấy, nó có thể đến từ nhiều cái nguồn mà loài thú nó không có đủ cái khả năng nó biết được. Thí dụ như mình đứng mình thưởng thức một bức tranh lập thể, mình lắng nghe một cái bản nhạc giao hưởng cổ điển, mà hoặc là mình suy tư về chính trị, về văn hóa, về tôn giáo, về nghệ thuật, về triết học, về khoa học, vân vân. Còn riêng con thú, chẳng hạn như con chim, con ong, con bướm, con kiến, thì cái cảm thọ, cảm giác của nó chỉ đến từ những cái nguồn rất là đơn giản, đó là những gì nó ăn được, những gì nó ngửi được, chỉ đại khái như vậy thôi. Cái đó chắc chắn là trong rừng biết rồi nha. Và tất cả những nỗ lực chúng ta từ thuở nằm nôi cho đến khi chúng ta 98 tuổi, 100 tuổi quẩn quanh chỉ là vấn đề cảm giác thôi. Tại sao mà đứa bé nó khóc? Là bởi vì nó đói, nó lạnh, nó ngứa, nó nóng, nó nực, nó mới khóc. Tại sao nó cười? Là vì nó được vui, nó được hôn, nó được ve vuốt, nó được mát mẻ, nó được vui vẻ thì nó cười. Rồi thì lớn lên chúng ta đi học, chúng ta đi vào đời, chúng ta có tình yêu, chúng ta có hôn nhân, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có danh vọng, chúng ta có quyền lực, chúng ta có tiếng tăm, thì tất cả những cái đó, đó nó chỉ nhằm vào cái mục đích là nó phục vụ cái cảm giác của mình thôi. Cái người thích có nhan sắc mà khi mà họ thấy họ có nhan sắc họ vui, cái người thích có quyền lực khi họ có được quyền lực họ vui, cái người thích ăn ngon khi mà được ăn ngon họ vui, cái người thích được khen khi mà ai đó khen họ vui, người sợ bị chửi khi bị chửi họ sẽ buồn, người sợ bị đau, sợ bị đánh thì khi bị đau bị đánh họ đau khổ, họ sân si. Nói như vậy thì tất cả những nỗ lực của chúng ta trong đời sống chỉ nhằm vào một chuyện thôi, đó là phục vụ cho cái cảm giác cảm thọ. Thì khi mà xé vấn đề nó ra như vậy đó thì chúng ta thấy cái thọ nó quan trọng kinh khủng lắm, nó quá sức quan trọng. Mặc dù nói theo chi pháp A Tỳ Đàm thì thọ đó, thọ uẩn nó chỉ là một trong năm uẩn, nhưng mà mình nói trong cái cách nói cận nhân tình, cách nói thế thường đó, nó quan trọng dễ sợ như vậy, nhớ nha. Và ở đây chúng tôi đọc cho các vị nghe từng phần ở trong bản dịch đó. Mỗi ngày trong chúng ta ai cũng phải sống trong những cảm giác buồn hay vui, dễ chịu hay khó chịu, và từ những cảm xúc đó chúng ta được tác động để làm cho các chuyện tốt xấu. Không ai trong đời này có thể sống mà không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc. Chỉ riêng cảm thọ, tức thọ uẩn trong năm uẩn, cũng quá đủ để nói về cuộc sanh tử của chúng ta. Đó là một trong những cánh cửa dẫn vào cõi trầm luân. Không biết gì về thọ uẩn cũng có nghĩa là ta không biết gì về năm uẩn. Không biết là vô minh, do vô minh nên mới có thích và nắm. Biết rõ thọ uẩn nói riêng và năm uẩn nói chung thì cái gì ta cũng buông được hết. Ta biết ngũ uẩn gồm có năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong đó thọ chính là những cảm xúc dễ chịu, khó chịu hay hờ hững, lãnh đạm của thân và tâm. Người miến điện hôm nay thường hiểu chữ thọ như là những cảm giác khó chịu thôi. Họ thường nói tôi đang bị vedana, tức là tôi đang bị cảm thọ đó. Vedana của tôi hôm nay rất là tệ. Nếu họ xem vedana là tiếng miến điện thì được, cho nó nghĩa nào cũng được. Nhưng mà nếu mà họ biết đó là tiếng Pali mà vẫn hiểu như vậy thì đó là một cái cách hiểu sai. Như Phật tử Việt Nam vẫn thường hiểu lầm chữ nghiệp là tội lỗi. Khi thường nói rằng tôi không làm vậy là vì tôi sợ mang nghiệp, ông đó khổ là vì ông đó nặng nghiệp. Lẽ ra họ phải nói rõ là tôi không muốn gieo nghiệp xấu, hoặc là tôi không muốn chịu quả khổ. Rõ ràng là cảm giác nào cũng là thọ uẩn, dễ chịu hay khó chịu, giàu của thân hay của tâm. Và nếu nó thật đầy đủ thì khi phân tích về thọ uẩn, ta phải nhắc đến 12 xứ và 18 giới. 12 xứ tức là 6 căn 6 cảnh, và 18 giới tức là cộng thêm 6 thức. Nói theo A Tỳ Đàm, đặc biệt là giáo lý duyên khởi, thọ uẩn thuộc khổ đế.
là cái cần được hiểu chứ không phải là đối tượng phải đoạn trừ để chấm dứt, như là tập đế tức là tha mái và các cái phiền não khác. Bởi rõ ràng á, thọ có mặt ở cả phàm lẫn thánh, ở cả tâm thiện lẫn tâm bất thiện. Ai còn thân tâm thì còn có thọ uẩn, và vì thọ uẩn là một tâm sở, tâm sở ở đây tức là một khía cạnh của tâm thức, nên đôi khi nên là khi có mặt ở tâm nào nó cũng phải luôn sanh diệt theo cùng với tâm đó, nó không giống như nhiều tâm sở khác. Tâm sở thọ là một trong số ít những tâm sở có mặt trong tất cả tâm. Như vậy hễ có tâm đó là có thọ, và ở đâu có thọ thì ở đó là tâm. Nếu nó tâm có 89 hoặc 100, hãy lấy tâm hay thọ làm đối tượng quán chiếu để giúp trừ phiền não. Chính ngộ thánh trí giống hệt nhau, vì khía cạnh biết cảnh của tâm hay là khía cạnh cảm giác của thọ đều là một phần diện mạo của danh pháp hữu vi. Các vị có nghe nhanh lắm hay không? Có nhanh lắm hay không? Có rõ hay không? Có nhanh lắm hay không? Có rõ hay không? Ok. Chữ tâm vừa nói trên đây ám chỉ cho thức uẩn. Cả thức uẩn và thọ uẩn đều là danh uẩn, bên cạnh hai danh uẩn khác là tưởng và hành uẩn. Cả bốn danh uẩn không bao giờ tách rời nhau. Nếu quý vị còn nhớ bốn định nghĩa này không? Thức uẩn là cái biết đơn thuần của các căn, ví dụ như là mắt chỉ có thấy thôi, mọi sự nó dừng lại ở cái chỗ thấy thôi. Đó là nhãn thức. Còn nhĩ thức là chỉ là cái nghe thôi, còn cái chuyện mình thích hay ghét, dễ chịu hay khó chịu là những thành kiến, chủ kiến, định kiến, biên kiến. Các vị nghe kịp không? Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái hình đó, mình nói đó là hình tam giác chứ không phải là hình vuông, đó là cái biết của tưởng uẩn. Rồi mình biết là đó là ông chứ không phải là bà, mình biết cái đó là màu xanh chứ không phải là màu tím, thì cái đó là tưởng uẩn. Còn cái biết của thức uẩn là nó chỉ chụp hình thôi, nó chỉ chụp chụp cái hình ảnh đó, còn cái phân tích là của cái khác. Là thức uẩn. Còn tưởng uẩn là cái biết dựa trên hồi ức, hồi ức dựa trên kinh nghiệm, dựa trên kiến thức đã tích lũy vô lượng kiếp, và cộng với cái biết của hiện tại, của trường lớp, của học đường, của sách báo, của gia đình, của xã hội, của những người xung quanh. Đó gọi là tưởng. Còn hành uẩn ấy là khía cạnh thiện ác của mỗi cái tâm. Ví dụ như là mình nhìn cái đó mà mình khởi lên tâm thiện hay là tâm tham hay là tâm sân, thì cái đó là hành uẩn. Như vậy thì thọ uẩn là cảm giác của thân tâm, tưởng uẩn là cái biết dựa trên cái kinh nghiệm, hồi ức, kiến thức. Còn cái hành uẩn là khía cạnh thiện ác, còn thức uẩn là cái biết đơn giản thôi, đơn thuần của sáu căn. Rồi đó, tôi ôm lại một chút ha. Cả bốn danh uẩn không bao giờ tách rời nhau. Khi mà chúng đồng sanh thì chúng cũng đồng diệt, cùng biết một cảnh và cùng nương một cái thần kinh giống nhau. Khi mà phân tích thì năm uẩn rõ ràng là bốn thứ danh pháp, nhưng trong thực tế chúng là một khối. Ai học A Di Đà cũng biết bảy tâm sở biến hành là xúc thọ tưởng tư định mạng quyền tác ý. Bảy tâm sở này có mặt trong tất cả tâm, và trong cái ở đây trong trường hợp này tôi chỉ đặc biệt nói nhiều về thọ uẩn, tức là tâm sở thọ trong năm uẩn và trong bảy tâm sở biến hành, như là một bộ phận tuyệt đối không thể tách rời với các thành tố khác của danh uẩn. Trước mắt chúng ta nói về chức năng hay nhiệm vụ của thọ trong sinh hoạt thân tâm. Chẳng hạn như khi mà quý vị đọc sách ấy, thì mắt của quý vị làm việc, tư tưởng của quý vị làm việc, đôi khi ngón tay của quý vị cũng làm việc. Trong ba cái thời điểm đó không lúc nào thọ uẩn lại vắng mặt, nó có mặt để cảm nhận đối tượng. Còn các tâm sở kia thì mỗi thứ làm một việc khác nhau. Trong khuôn khổ cái bài giảng này đó thì chúng tôi chỉ muốn tập trung nói nhiều về tâm sở thọ thôi. Thứ nhất là mình phân tích về ba thọ. Ở trong kinh Tạng Đức Phật dạy rằng thân này nó giống như một quán trọ, mà bản thân thọ uẩn nó chính là một người khách trọ. Cái chỗ này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Cái thân mình thì lúc nào cũng nằm từ lừ ra đó, nhưng mà cái thọ đó, cái cảm giác thì nó lúc đến lúc đi. Và cái cảm thọ hồi nãy nó không phải là cảm thọ lúc này, các vị nhớ nha. Chứ đừng cứ nghe nói là thọ là khách vãng lai mà nghĩ chắc là hồi nãy nó đi rồi bây giờ nó trở về, không phải. Mà vãng lai đây có nghĩa là hồi nãy là thọ là dễ chịu, bây giờ là khó chịu. Và cái dễ chịu hồi nãy đó, nó đã biến mất không để lại dấu vết, và bây giờ là cái dễ chịu.
cái dễ chịu bây giờ đó rồi nó cũng sẽ mất đi, không để lại dấu vết, nó nhường chỗ cho một cái cảm giác khác đó. Cho nên trong kinh kinh là kinh Agarasutta, Agarasutta, Đức Phật ngài nó dạy đó là cái thân này giống như cái quán trọ và cái thọ quẩn nó giống như người khách trọ. Có một điều kiện thoải mái thì hỷ thọ hay lạc thọ sẽ có mặt. Hỷ thọ mới là cái thọ dễ chịu của tâm, còn cái lạc thọ là dễ chịu của thân ha. Nhưng ngược lại, nếu thân tâm ta đang tiếp xúc với một trần cảnh có vấn đề, hoặc là trong não trạng của ta có vấn đề, thì khổ thọ hay ưu thọ sẽ có mặt. Nói thọ có ba là gồm chung thọ khổ của thân, thọ ưu của tâm thành một, thọ lạc của thân và thọ hỷ của tâm nó được gom thành một. Còn nếu kể rồi ra thì ta có năm thọ: khổ, lạc, ưu, hỷ, xả. Sở dĩ có việc nói gọn và nói rộng như vậy là vì thông thường ở một cái người phàm phu, khi mà thân bị khổ thì tâm cũng cũng khổ theo. Khi thân nhưng mà có họ được thoải mái dễ chịu thì tâm họ cũng thoải mái dễ chịu. Ngược lại, khi mà tâm của họ có vấn đề đó thì thân của họ cũng dễ có vấn đề. Ví dụ như mình sợ quá, mình giận quá, mình tức tối quá đó, thì cái thân mình đó, cái nhịp đập của tim nó cũng nhanh hơn, cái huyết áp nó cũng tăng lên, người mình nó đổ mồ hôi, nó dễ nó khó chịu hơn. Trên đó là cái trường hợp là tâm khó chịu mà thân cũng khó chịu. Đó là lý do trong quá trình tu tập thiền Samatha đó, khi mà tâm được an trụ thì cái thân của họ nó cũng sẽ được khinh an. Ta cũng phải biết rằng thông thường á, thì khổ thọ có mặt trong thân và tâm nhân loại nhiều hơn các cảm giác khác, cảm giác khác. Là vì sao? Là vì ta muốn nhiều quá, ta muốn đủ thứ, nhưng mà cái cơ hội thoại nguyện thì không có nhiều nha. Thân tâm của mình ấy, của phàm phu, nó giống như một cái tấm bia bị đủ thứ nghịch cảnh nó nhắm vào. Chúng ta có biết rằng cái chữ đúc khác, cái chữ đúc khác trong tiếng Pali ấy, khi mà chia nó ra, nó gồm có hai phần là chữ đúng là khó khăn, hay là xấu xí, hay là tiêu cực. Còn chữ khá đó, chữ khá nó có nghĩa là cái sự chịu đựng, hay là cái sự kham nhẫn, hay là cái sự chấp nhận. Như vậy chữ đúc khá cộng lại là cái gì đó mà nó làm cho thân tâm mình khó chịu đựng, khó cảm nhận, khó chấp nhận được nha. Như vậy đó thì chữ đúc khá nó chỉ cho thứ cảm giác mà ta khó cảm nhận, khó chịu nổi. Khổ hay ưu nói chung có nhiều điều kiện và cơ hội để có mặt hơn là hỷ lạc vì nhiều lý do khác. Chẳng hạn như ngay cả lúc mà cơ thể ta đang trong tình trạng mà khỏe mạnh, mát mẻ, thoải mái, ok nhất, thì chỉ cần nhìn thấy hay là ngửi hay là nghe hay là tiếp xúc hay là suy tưởng một cái trần cảnh nào đó mà mình không thích, thì cái sự khổ tâm lập tức cũng có mặt. Mà khi mà tâm đã khổ thì thân không còn nữa. Các vị có nghe kịp không? Đọc cái này, nghe cái này mình mới thấy cái khổ thọ, cái cảm giác này, sống cảm giác của mình nó là cả một cái vấn đề. Thứ nhất là nó là một vấn đề thường trực, mà cái cơ hội mình bị khổ nó cũng rất là lớn. Có nghĩa là thân bị khổ thì tâm nó bị khổ đã đành rồi. Mà đằng này nhiều khi cái thân mình đang rất là ok, đang ngồi ngoài bờ, bị bãi biển, bãi ngoài bờ biển gió mát, thêm trăng thanh, bờ cát dài, sóng vỗ nhịp nhàng, mà chỉ cần mình nhớ là một cái kỷ niệm buồn đó, là coi như là xong. Hoặc là mình nhớ đến một cái gì đó để làm cho mình giận, mình nghĩ đến gì đó là một cái chuyện gì đó làm cho mình sợ hãi, thì cái bờ biển thơ mộng lúc đó nó không đủ để làm cho mình an lạc nữa nha. Lúc đó là có thể mình nghĩ đến cái gì đó làm cho mình rung lên không chừng, của mình nổi da gà, mình lạnh xương sống không chừng nha. Thọ nào cũng là thọ, nhưng mà điều đặc biệt đó là vì ai cũng sợ khổ thọ nên thiên hạ rất ngại phải nhìn thẳng vào nó, mà càng có ý trốn chạy nó thì nó lại càng hiện rõ hơn bao giờ hết. Mà vì mình quá sợ khổ đi, mình không muốn mình phải bị khó chịu, cho nên khi mình gặp nó ít, mà mình cứ thấy nó rất là nhiều, nó rất là nặng. Nó ngắn thôi nhưng mình thấy nó rất là lâu, nó rất là dài. Ông Einstein cũng nói thế này: thuyết tương đối là sao? Thuyết tương đối là 15 phút ngồi bên cạnh người mình thương nó ngắn hơn là 15 phút mà mình ngồi trên cái chảo lửa, cũng là 15 phút đó thôi nha. Cho nên hành giả đó, khi mà hành thiền đó,
cứ muốn cho mau hết giờ, thấy cái lưng nó đau, cái chân nó mỏi hả, rồi thấy cái thời gian nó lâu hơn, lâu hơn, hoặc là khi hành giả ngồi thiền mà thấy nghe, cảm nghe một cái luồng gió mát thổi qua họ thích, và một lát sau đó khi không còn gió nữa họ có ý là trong đời. Và chính vì trong đời đó cho nên mình thấy cái thời gian trong đời nó dài, và chính vì mình sợ nực, mình sợ bị tê, sợ bị mỏi, cho nên thời gian chịu đựng nó cũng sẽ lâu hơn. Nhớ cái đó. Mà kinh nghiệm thiền quán là sao, là chúng ta nhìn trực diện nó, đừng thêm bớt thiêu thắt gì hết, thì mọi sự nó sẽ khá hơn. Và đồng thời cái tuệ giác nó dễ xuất hiện hơn. Nhớ cái này nha. Cho nên càng có ý trốn chạy thì cái cảm giác khó chịu nó càng hiện rõ hơn, và như vậy người ta khổ đến hai lần, khổ ngay trong chính cái khổ và trong cả ý muốn thoát khổ. Muốn thoát mà thoát không được vì duyên chưa đủ thì làm sao mà nó chịu để cho mình thoát. Trong khi đó với hỷ và lạc thì ngược lại, người ta càng kiếm tìm, càng mong đợi, trông chờ thì chúng ta càng hiểm hoi, và cái thời gian chúng có mặt cũng sẽ trở nên ngắn ngủi hơn. Chúng chỉ đến khi có duyên, và lòng người thì không bao giờ thấy đủ với chúng. Cái phần này tôi rất muốn quý vị lắng nghe cái phần này. Cảm giác thứ ba là xả thọ. Không khổ cũng không lạc, không dễ chịu cũng không khó chịu, vì nó không phải là cái mà ta sợ hay thích. Nên phải nói rằng xả thọ rất khó phát hiện. Kinh nói xả thọ chỉ có thể được phát hiện bằng cách suy luận, như một người theo đuổi một con thú, bằng cách để ý dấu chân của nó. Mà dấu chân của nó là chỗ rõ chỗ mờ, đặc biệt khi nó dẫm lên một cái chỗ không thể để lại dấu chân, như để nó như là trên cái nền đá hay là trên nền xi măng, hoặc là trên cái nền đất cứng khô thì coi như mất dấu. Qua khỏi chỗ đó thì dấu chân chúng mới bắt đầu rõ ràng trở lại. Người muốn tìm dấu chân thú phải quan sát thật kỹ lưỡng chỗ nào có thể in dấu chân và không thể in dấu chân. Hành giả chỉ có thể xác định lúc nào là xả thọ khi biết cảm giác lúc này không phải là khổ cũng không phải là lạc. Tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cảnh, cái cảnh, tùy vào cái đối tượng mà ta nhận thức, và thường tùy vào cách thức đánh giá ngoại cảnh mà loại thọ nào xuất hiện trong tâm ta. Chúng được gọi là những người khách lúc đến lúc đi, và nên nhớ dù là thọ nào thì cũng luôn là cái cảm giác của thân tâm khi tiếp nhận trần cảnh. Chúng ta nên đọc thêm cái kinh thực phẩm. Khách chân này xuất phát. Khachaniya Sutta. Rồi của trong kinh Tương Ưng ha, cái này học rồi. Và kinh Tiểu Phương Quảng, tiểu trong Trung Bộ, để hiểu thêm về thọ quẩn thì chánh tạng. Trong kinh Tiểu Phương Quảng thì giải thích rằng lạc thọ biến mất cũng là một cái khổ. Cái này cái chỗ này nó sâu một cách đặc biệt. Mình cả đời mình chạy theo cái cảm giác cảm xúc, mà có bao giờ mình chịu hiểu cái gì, cái mình gọi là khổ đó nó có nhiều nguồn lắm. Cái gì nó làm cho mình khó chịu đó, nó cũng là khổ, mà cái sự biến mất của cái gì làm cho mình dễ chịu nó cũng là khổ nha. Rồi cái sự hạnh phúc cũng vậy, bản thân cái gì mà nó làm cho mình dễ chịu đó, thì nó là hạnh phúc, mà sự biến mất của cái gì làm cho mình khó chịu đó, nó cũng là hạnh phúc. Nhớ nha. Cho nên á, sự biến mất của cái làm mình dễ chịu là khổ. Pali gọi là viparinama dukkha, tức là hoại khổ nha. Sự biến mất của cái gì khiến mình khó chịu thì là hạnh phúc. Mở ngoặc đơn quý pa ri na ma xúc khác. Các vị nghe cô có phải buồn cười mỉa mai hay không? Tức là cả đời mình cứ tưởng hạnh phúc là cái gì đó ghê gớm lắm, tới hồi trong kinh nói ra mình thấy nó nản thiệt nha. Cái sự biến mất của cái gì làm mình dễ chịu đó là khổ, gọi là hoại khổ. Còn cái sự biến mất của cái gì khiến mình khó chịu thì nó là hạnh phúc. Đó, nó đang ồn, nó ồn chịu không nổi. Rồi tự nhiên mình nó im rồi. Cách đây mới mấy hôm tôi ở Naples bên Florida này. Người cả hai người hai vợ chồng đi làm hết ở nhà. Cái alarm mà báo khói á, nó mắc cái chứng gì tự nhiên nó mát nó kêu. Cái việc biết nó kêu chịu không nổi. Tôi ráng tôi chịu đựng, tôi không muốn làm phiền người ta, mà cuối cùng tôi phải gọi phone, tôi bảo chủ nhà tôi nó kỳ quá. Thì chủ nhà họ học tóc và chạy về,
mà cái vị biết nó xui một chỗ họ về tới nơi nó không thèm kêu nữa, nó không thèm kêu. Rồi cái họ nó không sao đâu, chắc là nó bị trục trặc cái gì đó, cái họ đi. Họ đi đúng 15 phút sau là cô nàng bắt đầu ổng ẹo kêu tiếp. Lần này cô nàng kêu cho tới 2 tiếng đồng hồ. Tôi chịu không nổi, tôi phải bỏ nhà tôi ra sân tôi ngồi luôn. Mà lát sau tôi trở vô, tôi uống nước thì nó tình lình nó tắt. Lúc đó tôi mới thấm thía, à thì ra cái sự biến mất của cái gì khiến mình dễ chịu thì đó là khổ, mà cái sự biến mất của cái gì làm cho mình khó chịu nó lại là thứ hạnh phúc. Thì ra cái hạnh phúc của mình nó mỉa mai như vậy, nó phũ phàng, nó bẻ bàng, nó trẻ con như vậy, nó rẻ tiền như vậy đó, thưa quý vị nha. Cho nên ở trong đây nó giải thích cho mình thấy cái cảm giác của mình từ lớn, từ nhỏ đến già đó, nó chỉ là sự đánh đổi, thưa quý vị, nó đánh đổi, tức là cái này nó phải biến mất để cho cái kia nó có mặt. Mà hôm nay những gì quý vị nghe được là chỉ nghe như con két thôi, nghe nghe con két nó nói cho con két. Nhưng mà khi thực tập, khi hành trì đó thì các vị mới thấm cái này, thì ra cái cảm giác này nó có được là bằng vào cái sự vô thường của cảm giác khác. À, cái cảm giác dễ chịu á, nó có được là nhờ cái sự vô thường của cảm giác khó chịu, và cái cảm giác khó chịu nó có được là từ cái sự vô thường của cảm giác dễ chịu. Đặc biệt cái chỗ này phải nhớ cái này nha. Khi mà thọ khổ biến mất thì đó cũng là một thứ an lạc, và từ chuyên môn gọi đó là hoại lạc, cũng giống như hoại khổ là cái sự biến mất của cái sự an lạc, còn hoại lạc là sự biến mất của cái đau khổ. Ừ. Như vậy thì cảm thọ nào cũng đều có do sự vô thường của cái khác, và bản thân chúng lại cũng tiếp tục vô thường để tạo ra một cảm giác khác. Hành giả tu tuệ quán, tức là tứ niệm xứ, thì chắc chắn có lúc phải nhìn lại cái gọi là buồn vui khổ lạc của mình. Cảm giác nào rồi cũng vô thường, thì người ta thích cảm giác nào thì thấy nó lâu đến mà mau đi, và khi ta ghét cái nào thì ta lại thấy nó mau đến mà nó lâu đi. Và thường khi ta không chịu hiểu rằng lắm lúc cái ta gọi là hạnh phúc chỉ đơn giản là sự vắng mặt của đau khổ, như một người bị hóc xương hay bị đau răng, khi mình được chữa khỏi thì tự nhiên thấy hạnh phúc, dù thân tâm họ lúc đó không thêm được cái gì, chỉ có bớt cái khổ mà thôi. Trong rung có còn nghe không? Alo, nếu hôm nay tôi là quý vị, tôi sẽ ráng tôi kéo áo những người thân của tôi bắt họ phải ngồi xuống bên cạnh tôi để mà nghe cái này, nghe cái này. Ừ. Về xả thọ thì bà Thamadina, tức là một vị thánh ni thời Đức Phật, nói rằng á, xả thọ nó chỉ là một cái gì đó giả hợp. Giả hợp tức có nghĩa là đồ dởm. Khi mà ta thấy rõ được nó là xả thọ thì lúc đó xả thọ được xếp vào nhóm lạc thọ, còn khi ta không nhận diện được nó đó thì nó thuộc về nhóm khổ thọ. Là vì sao? Là vì trong đời sống của mình khổ thân khổ tâm nó choáng một cái chỗ quá lớn quá rộng, 98%. Cho nên khi mình không nhận diện được xả thọ thì nó bị xếp vào trong cái đám khổ, còn khi mình nhìn ra nó thì nó là thuộc về lạc. Ừ. Tôi ví dụ nha, ví dụ như một cái chén cơm thiêu mà trong đó nó có một cái hột mè, thì nếu mà mình đó nó là chén cơm thiêu mà mình ăn là ăn vội nữa, thì trong đó có cái hột mè đó, nếu mình nhai ẩu, mình nuốt cái ực miếng cơm thiêu đó thì phải đó là một cái miếng cơm dở ẹt à. Nhưng mà nếu mình nhai kỹ á, thì mình thấy à, trong đây trong cái chén cơm thiêu mình nó có cái hột mè này rất là thơm, rất là béo. Rất là béo. Nhưng mà nếu mà mình không không để ý kỹ thì cái chén cơm, cái phần cơm nó quá lớn so với cái hạt mè, cho nên lúc bây giờ thì mình phải nói là cái miếng cơm vừa rồi nó quá tệ, nhưng mình không có để ý rằng ở trong đó có cái hột mè rất là thơm, rất là béo nha. Thì cái xả thọ cũng vậy, à, khi mà mình nhận diện được nó đó, thì nó nằm ở trong nhóm, nó nằm cái được kể chung ở trong lạc thọ. Nhưng mà khi mình không nhận diện được nó đó, thì vì nó quá vi tế thì cho nên nó lại lọt trong cái đám khổ thọ nha. Mà người nhận diện được xả thọ thì không nhiều, nên đối với phần đông thì khổ thọ luôn nhiều hơn các thọ kia, vì đối với họ xả thọ cũng là khổ họ vì tế. Bà Thamadina nói rằng do có khổ nên người ta mới có cơ hội nhận ra lạc. Cái chỗ này rất là sâu quý vị phải lắng nghe chỗ này. Hồi nãy đó mình đã nói rồi, cái khổ nó có là do cái sự biến mất của hạnh phúc, và hạnh phúc nó có là do sự biến mất của đau khổ. Mà ở đây bà còn nói thêm một cái sự thật phũ phàng nữa, nhờ có khổ người ta mới biết lạc, mới biết hạnh phúc, cái mùi vị của nó ra làm sao. Trước hết cái hạnh phúc nó có được là nhờ cái ông kia biến mất đã đành rồi, nhưng mà nhờ cái hồi ức về ông kia.
À, nhờ ông biết mất cho nên ông này mới có, nhưng mà nhờ cái hồi ức về ông kia. Ừ, cảm ơn, tôi đang khát nước. Nhờ mình từng biết cái khổ đó là gì, thì dựa trên cái biết về cái khổ đó, mình mới cảm nhận được cái hương vị, cái giá trị của cái hạnh phúc. Mà chính vì mình biết rõ hạnh phúc là cái gì, sự dễ chịu là cái gì, cho nên khi mà mình gặp cái làm cho mình khó chịu đó, mình mới thấm, mình mới ớn chà đậu nó, mình mới quải nó, mình mới sợ nó, mình mới chán nó, mình mới ngán nó. Các bạn nghe kịp không? Cho nên hạnh phúc nó có được là từ cái nền tảng đau khổ, và cái đau khổ nó có được là từ cái nền tảng của hạnh phúc. Vì có từng, vì chúng ta từng có cái ý niệm về hạnh phúc, cho nên chúng ta mới nảy ra cái ý niệm về đau khổ. Và vì từng có ý niệm về đau khổ, cho nên chúng ta mới có ý niệm về hạnh phúc. Như vậy thì hai thứ này nó đắp đổi cho nhau. Nó đắp đổi cho nhau. Một đồng tiền nó có hai mặt, không thể nào mà nó có mặt hình mà nó không có mặt số, và không thể nào nó có mặt số mà nó có thể chối bỏ được cái mặt mặt hình. Một đồng tiền nó hai mặt, một huy chương có hai mặt. À, thì cái gì hãy có phải có trái, thì hai cái phải trái này nó hỗ tương cho nhau. Do tôi mới có anh và nhờ anh mới có tôi nha. Hiểu được cái này mình mới hiểu thêm một chuyện, thì ra ngoài cái chuyện vô ngã vô thường đó, thì cái đời sống cảm giác của mình nó quả thật là mỉa mai, mà nó trớ trêu làm sao đâu đó. Ừ. Nếu biết có vui thì có khổ, thà rằng đừng khổ cũng đừng vui, là như vậy đó thưa quý vị. Ừ. À, bà nói rằng đó là do có khổ người ta mới nhận ra là cái hạnh phúc, và từ cái chỗ từng nếm qua hạnh phúc nên người ta mới cảm được cái đau khổ. À, mà giống như là do nhận ra cái vô minh đó, người ta mới thấy được cái minh. Mà muốn thấy được cái minh thì mới biết vô minh là cái gì. Ừ. Nói như vậy có nghĩa là người ta phải có chánh trí mới có thể quán niệm được thọ quẩn. Bởi vì tất cả phàm phu hoàn toàn không biết gì mà thọ quẩn, ai cũng sống trong ngộ nhận về cảm thọ. Khi nói rằng tôi thấy tôi buồn, tôi thấy ông đó vui, tôi nghe đau, mà không hề hiểu rằng bỏ đi cơn đau ấy, làm gì có người đau, và làm gì có việc nỗi đau là của ai. Đây, cái chuyện này chuyện lớn nè, chuyện chuyện lớn. Cái câu nào thần chú nè: không hề có chiếc xe trong đống phụ tùng, vì chính cái đống phụ tùng cộng lại thì mới là chiếc xe. Cái gọi là ông A bà B là cái sự cộng hưởng tổng hợp các cái thành tố danh sách. Làm gì có chuyện ông này vui mà bà kia buồn, vì chính nỗi buồn vui ấy được ta gọi là ông A bà B. Các vị có nghe kịp không? Các vị có nghe kịp không? Không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, là vì chính cái đống phụ tùng đó khi mà nó cộng lại nó mới là chiếc xe. Cho nên hồi đó giờ mình cứ tưởng lầm là tôi buồn, mình để cái tôi riêng và cái buồn riêng, nhưng mà thật ra đó, chính cái nỗi buồn đó nó là cái mà mình tưởng lầm là tôi, rồi mình gọi cái nỗi buồn đó là của tôi. Mà làm gì có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, nếu mà lấy từng món ra thì xe nằm ở đâu? Mình không bao giờ chịu hiểu cái đó. Mà chính vì mình nghĩ rằng có một cái tôi riêng, cho nên mới có cái chuyện tôi buồn, và mới có chuyện tôi bị làm tổn thương, tôi bị xúc phạm, tôi được tôn trọng, tôi được thương yêu, tôi được ve vuốt chiều chuộng, tôi bị bạc đãi hất hủi, tôi bị hành hạ đày đọa. Mà thật ra thì cái tôi này nó chính là bản thân cái sự mà bị hành hạ, bị đày đọa, nó chính là cái sự mà được nuông chiều, được vuốt ve, được yêu thương đó nha. Bây giờ cho một chút.
Chính Đức Phật đã dạy cho ta biết được cái bản chất rốt ráo của cái gọi là cảm xúc và thế nào sự hiện hữu của chúng sinh. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, ngài dạy ta hãy thấy thọ là thọ, chứ không phải thấy thọ trong ta. Ta có thọ, thọ là của ta, thọ là ta là thọ. Mà ngài dạy là hãy thấy thọ là thọ. Trong kinh dạy như vậy, các vị có nghe kịp không? Biết khổ là khổ, chứ không phải là tôi bị khổ. Bởi vì vốn dĩ đó, cái khổ đó là cái bị mình hiểu lầm là tôi. Mình tách nó ra cái tôi riêng, rồi cái bị khổ riêng, thì mình mới cái khổ đó mình bị nhân đôi, nhân ba, nhân tám, nhân mười. Chứ thật ra bản thân mình chính là cái khổ đó đó. Hành giả không có thấy rằng tôi đang có lạc thọ, xả thọ, tôi đang dễ chịu, khó chịu, mà phải nói rằng lạc thọ đang có mặt, khổ thọ đang có mặt, sự dễ chịu đang có mặt, sự khó chịu đang có mặt. Chứ không phải là tôi đang khó chịu, tôi đang dễ chịu, không phải. Bởi vì không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng. Vì cái đống phụ tùng đó cộng lại nó mới ra chiếc xe. Tất cả những buồn vui này nó cộng lại, nó thành ra cái mà mình gọi là tôi. Nó khổ như vậy đó. Mà chính vì nghĩ rằng tôi bị khổ thì cái khổ nó bị nhân đôi. Tức là trời nó nóng là một cái khổ rồi, mà nghĩ rằng tôi bị nóng cái khổ lại nhân lên nữa. Khổ như vậy đó nha. Nó khổ như vậy. Hai cách hiểu này khác nhau nhiều lắm. Một cái là tôi đang dễ chịu, tôi đang khó chịu. Còn cách thứ hai là sự dễ chịu đang có mặt, sự khó chịu đang có mặt. Hai cách này, hai cách hiểu này nó khác nhau nhiều lắm. Cách một là cách nhìn chủ quan, ghép ý niệm tôi là của tôi, đó là tôi đó, vào với cảm thọ. Cái cách này nó hành hạ, nó đầy đọ mình nhiều, nó bắt cái khổ nhân lên nhiều nhiều lần. Còn cách thứ hai thì hành giả thấy rằng cái mà mình xưa giờ gọi là tôi chỉ là những gì đang diễn ra. Như vậy thì thọ quán niệm xứ có mục đích rốt ráo là giúp ta thấy được bản chất thật sự của hạnh phúc và đau khổ. Ngài Mahasi đã gọi cái sự ngộ nhận của phàm phu là sự vô tri của trẻ con. Là sao? Đứa trẻ bé khi được bú sữa, được vỗ về, được hung hít, được ve vuốt thì nó chỉ biết hạnh phúc mà không hề nghĩ gì hơn nữa. Không như một người lớn trong những bữa ăn hay là những buổi họp mặt vui vẻ với người khác. Họ luôn biết rõ thức ăn là gì, những thành tố hóa chất trong đó là gì, làm sao có được những món ăn này, ăn vào rồi sẽ được gì, sẽ bị gì. Và ngay cả những nụ cười mà người ta dành cho họ, những lời khen tặng mà người khác dành cho họ, thì người lớn cũng phải đánh giá lại để mà nghi ngờ, để mà khó chịu, để mà bực mình. Chứ không phải là chưa hẳn là nghe khen họ vui đâu nha. Ngay cả khi được người khác ve vuốt âu yếm khen ngợi thì một người lớn có đầu óc bình thường cũng không bao giờ hồn nhiên thưởng thức, hưởng thụ tất cả những thứ đó mà không cần đến một nhận xét, đánh giá, lo toan gì. Phàm phu so với thánh nhân cũng y hệt như một đứa bé so với một người lớn. Cái chỗ này rất là đặc biệt nha. Tôi dạy mà tôi khen hay thì tôi không dám, cái đó nó hèn lắm. Nhưng mà cái chỗ này bắt buộc phải khen, cái quý vị đang nghe, bởi vì cái này chúng tôi chỉ dịch lại thôi. Và chúng tôi có hai lý do để mà đọc. Thứ nhất, chúng tôi giảng sẽ làm mất đi cái hay của cái phần mà chúng tôi muốn nói. Thứ hai, sẽ bị sót. Mà cái thứ hai đó là chúng tôi muốn quảng cáo cuốn sách chúng tôi sắp in, quý vị phải đọc cho bằng được. Và tôi năn nỉ quý vị là đừng có đem photo cái này chúng tôi bán sách cũng được, ok? Mà tôi bán được, tôi không có dịch nữa nha. Tôi bán được, tôi không dịch nữa, bởi vì tôi cơm đâu tôi ăn, tôi cần có cơm để mà tôi dịch kinh mà. Tôi không có chùa, tôi không có học trò, tôi không có đệ tử, tôi không có mạnh thường quân, tôi không có ai sponsor hết. Tôi chỉ sống nhờ cái cây viết và cái đầu của tôi thôi. Bây giờ tôi bán sách không được, mà tôi chết là quý vị chết, thân tôi chết là cái tâm của bị chết, cái dữ liệu đó. Rồi. Biết rằng mình đang vui hoàn toàn ấy, thì không giống với cái biết rằng thọ hỷ đang có cái cảm giác hỷ lạc đang có mặt. Các vị nghe kịp không? Biết rằng tôi đang vui đó, nó không giống với biết rằng niềm vui đang có mặt. Hai cái này nó khác nhau nha. Biết cái biết thứ nhất là cái biết bằng ngã tưởng. Cái biết rằng tôi đang vui đó là cái biết bằng ngã tưởng. Còn cái biết sao là biết bằng chánh trí, biết bằng cái chánh kiến. Thì chỉ bằng cái biết thứ hai này nè, thì khi mình nhìn cái đau khổ hạnh phúc, chúng ta mới lìa bỏ được ý niệm sai lầm đó là về một cái tôi. Có nghĩa là khổ lúc bây giờ cái cảm giác khổ nó chỉ là khổ, cái nó không bị nhân nữa, nó không bị nhân đâu nhân ba. Giống như mình ăn cơm, mình ăn nhầm cái chán mẻ thì nó chỉ là chán mẻ thôi. Còn đằng này mình nghĩ là người ta coi thường mình, người ta ghét mình, rồi người ta mới đưa chén mẻ cho mình. Thì lúc bây giờ đó, cái vấn đề nó không phải là cái chỗ mẻ của cái chén nữa, mà nó ra một đống vấn đề nó kéo theo phần đó, mà nó khổ như vậy đó nha. Nó khổ như vậy.
Cái tôi ấy có thể là chính ta hay người khác. Trong cái pháp môn tịnh quán, tất cả cảm giác vui buồn sướng khổ đều phải được quan sát một cách trực tiếp và khách quan. Cảm giác nào cũng là cảm giác, không hơn không kém, mà tuyệt đối không nên gắn liền với một liên tưởng nào khác, không cần thiết. Nghĩa là tôi thấy buồn, ngán, thấy vui, vân vân. Trong sớ giải kinh Đại Niệm Xứ, sớ giải là commentary hết, hành giả nên quán niệm khổ thọ của mình qua ba câu tự hỏi trong sớ giải đó, trong chuyện chú giải đó. Thứ nhất là ai đang cảm thọ? Cô quế đã dập chỉ. Thứ hai là cảm thọ này của ai? Cách sơ về này. Thứ ba là cái gì đã tạo ra cảm thọ này? Kinh Karana về. Ở câu hỏi một á, đó giờ mình cứ nói tôi buồn, tôi khổ, tôi đau, tôi nóng, tôi nực, tôi lạnh, tôi khó chịu, tôi tê, tôi mỏi, tôi nhức. Còn bây giờ thì không có tôi. Mình cứ pháp mình phải xác định ai đang cảm thọ. Ở câu hỏi một, hành giả phải tự hiểu rằng chỉ có các cảm thọ chứ không có người cảm thọ. Ở câu hỏi hai, cảm thọ này của ai? Thay vì hồi đó giờ đó mình nói là của tôi, đằng này cảm thọ này đó là một phần của tâm pháp, một phần của danh pháp, là một trong các tâm sở làm nên cái biết của một sát na tâm. Ở câu hỏi thứ ba, cái gì đó tạo ra cảm thọ này? Thì có nhiều cách trả lời, như cách đầy đủ theo cái công thức của A Tỳ Đàm mà ai trong chúng ta trong rừng cũng biết. Đó là do sự có mặt của căn, cảnh và thức. Căn tức là ví dụ như con mắt đi, còn cảnh là cái đối tượng. Như vậy khổ thọ hay lạc thọ ở đây là đến từ cơn gió lạnh và từ chiếc áo ấm. Khi nghe một tin buồn, bản thân âm thanh nó không thể khiến ta đau khổ, nhưng mà cái cách thức ta nhận thức vấn đề đó từ tin buồn đó mới khiến ta đau khổ. Các vị có nghe kịp không? Thí dụ như mình đang lu bu, mình làm việc gì đó, người ta nhắn tin, ta nói nè 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 thằng 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 Tuấn con Loan chết rồi, mà hai người đó là bạn rất thân của mình. Thì mình đang lu bu, mình nghe mình không có hiểu được cái trọn vẹn ý nghĩa câu đó. Mình đang lu bu, mình đang vặn ốc, mình đang chung vô, mình chung vô cái hầm, cái basement mình dọn trong đó, mình nghe cái câu là tụi nó chết rồi thì mình nghe không rõ, mình không có nhận thức được. Tới hầm quay ra mình hỏi hồi nãy nói ai chết, thì nó thằng Tuấn con Lon chết rồi. Thì khi mà mình hiểu là thì lúc đó mình mới thấm nghe. Cho nên nó là bản thân cái âm thanh đó nó không đủ để làm cho mình khổ, nhưng mà lúc giờ mình suy diễn nó ra, mình bằng những nhận thức, bằng những hồi ức, bằng những kinh nghiệm, bằng những kiến thức, bằng những thành kiến, định kiến, biên kiến, từ đó nó mới lòi ra chuyện làm cho mình vui hay làm cho mình khổ. Như vậy cảnh của khổ thọ ở đây không phải là những âm thanh ta nghe được, mà là cảnh pháp, tức là những gì ta suy diễn qua nội tâm của mình. Nói chung thì cảm thọ phải đến từ các cảnh, đó là cách nói gián tiếp. Còn về cách nói trực tiếp thì cũng như giáo lý Duyên Khởi, thì do lục nhập, do có lục nhập mới có xúc, lục nhập tức là sáu căn á, do cái sáu căn mới có sáu xúc, từ sáu xúc mới có sáu thọ. Cách nói nào cũng đúng, nhưng mà với một hành giả thì đôi khi cách nói gián tiếp nó hiệu quả hơn. Nó như nói trái cây có từ cây, có từ hạt giống, đều đúng hết, tùy chỗ mà tùy chỗ mà nói. Bây giờ nói qua cái kinh nghiệm hay là cái cách thức quán thọ qua hai cái trường hợp danh sắc. Danh tức là tâm á, còn sắc là về thân nha. Đây nãy giờ nói về phân tích cho biết, nói tam quan sự nghiệp là về cái định nghĩa của cái cảm thọ, cái bản chất phù du của nó. Và tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, tệ quán là gì? Tệ quán là một cái hành trình mình thực hiện hai chuyện, đó là phát hiện để biết rõ danh sắc là what is, nó là gì, và hiện giờ nó how is, hiện giờ nó đang ra sao. Tệ quán chỉ bao nhiêu đó thôi nha. Thì cái chánh niệm á, nó cho mình biết how is, cái gì đang xảy ra, và cái trí tuệ nó cho mình biết là what is, cái đang xảy ra đó nó là cái gì. Chỉ vậy thôi nha, chỉ vậy thôi. What is và how is, nó là cái gì và nó đang ra sao, hoặc là nó đang ra sao và nó cái đang ra ra sao đó, nó thật sự bản chất nó là cái gì. Cứ nhớ như vậy, niệm và tuệ nha. Thì quán thọ qua sắc pháp đó, tức là qua vật chất ấy. Tức là nhìn vào căn cảnh ha. Tùy vào căn cơ của hành giả, một cái lúc người ta dành thì giờ buổi đầu để quan sát thọ qua sắc hay là qua danh pháp, nhưng lúc thì lúc gì, lúc thì này lúc thì khác,
Mà cái quan trọng là trong hai cách có thể giúp hành giả, cái quan trọng là cách nào trong hai cách có thể giúp hành giả nhiều hơn, cũng như vấn đề chỉ quán song tu. Có người tu Samatha trước rồi mới tới Vipassana sau, có người tu Vipassana trước rồi tu Samatha sau, có người thì trước sau chỉ tu có Vipassana, tức là chỉ tu cái niệm xứ chứ không có tu bên định, thiền định nha. Thì trong ba hạng vừa kể đó, trong ba hạng vừa kể, tức là cái này trước cái kia sau, cái kia trước cái này sau, hoặc trước sau chỉ có một thứ thôi. Thì trong ba cái cách đời cũng có những khác biệt với nhau. Thì cái người tu thọ quán cũng vậy, có nghĩa là có người thì bắt đầu là quan sát cái sắc pháp trước, có người thì quan sát cái danh pháp trước, có người trước sau họ chỉ quan sát có một cái họ đắc luôn. Một cái một họ đắc luôn. Khi nói đến sắc pháp thì Đức Phật thường chỉ nhắc đến tứ đại. Tứ đại đó là đất, nước, lửa, gió. Bốn cái này là phải hiểu theo trong cái cách định nghĩa của Đức Phật, chứ không phải định nghĩa theo cái thế thường mình học ở trường lớp trong từ điển nha. Đất ở đây là tất cả cái gì mà nặng, nhẹ, cứng, mềm, thô, nhám, mịn, màng thì đó gọi là đất. Còn nước là tất cả những trạng thái gì mà nó là sự ngưng tụ hay là tan chảy, quấn kết, liên kết các thứ lại với nhau thì đó lại gọi là nước. Lửa là tất cả những nhiệt độ, dầu là cao hay là thấp, nóng hay lạnh, đo được hay không đo được thì đều gọi là lửa. Còn gió là tất cả những gì mà nó là cái trạng thái xê dịch, chuyển động, áp suất tức là thúc đẩy nè, thì đó được gọi là gió. Nhớ nha, thì phải trước hết phải ôn lại định nghĩa đó. Thì ở đây khi nói sắc pháp, Đức Phật chỉ nhắc đến bốn đại vì chúng là nền tảng của sắc. Và đề mục này xem ra cũng đơn giản, là vì là đơn giản hơn vì ngoài bốn đại họ còn có thể thấy thêm các loại sắc pháp khác, những loại sắc pháp mà dựa vào bốn đại mà có. Còn khi nói về danh pháp thì thường Đức Phật hay lưu ý tên, chú ý đến ba cái ba thứ, chú ý đến sáu thức nè, sáu xúc và sáu thọ. Sáu thức tức là cái biết của sáu căn, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Còn sáu xúc có nghĩa là sáu cái biết của sáu căn đối với sáu trần. Còn sáu thọ là sáu cái cảm giác. Sáu xúc ở đây tức là sự gặp gỡ của căn cảm thức nha, được gọi là sáu xúc. Còn sáu thọ đây là cái cảm giác có được từ cái sự tiếp tiếp xúc đó. Trong cái tập sách này chúng ta chỉ nói nhiều về sáu thọ, đặc biệt là chúng ta đang nói về thọ quán niệm xứ mà. Và đặc biệt hơn nữa, ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe cái bài kinh Trường Trảo trong Trung Bộ đã chứng quả La Hán với cái đề tài là thọ quán niệm xứ, dễ sợ chưa, đệ nhất trí tuệ, và ngài đã đắc 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 thánh bằng cái đề tài thọ quán niệm xứ. Và ngài Xá Lợi Phất sau khi nghe và có thể nói rằng đó, trong ba cái đề mục danh pháp vừa kể, tức là sáu thức, sáu thọ và sáu xúc, thì sáu thọ được xem là rõ ràng nhất, dễ thấy nhất, và bản thân tôi cũng thấy như vậy. Và nghe trong kinh Đại Niệm Xứ, Đức Phật có đã xếp riêng sáu thọ vào được một niệm xứ hẳn hoi. Sáu xúc được nhắc đến khi nói về danh pháp nhưng không được xem là một niệm xứ, mà nó phải được kể vào chung với các thứ danh pháp khác như tâm hay thọ. Thậm chí thì thuyết giảng sâu rộng về sắc pháp, Đức Phật cũng dành một phần để nhấn mạnh về cảm thọ. Vậy thì thọ dựa vào đâu mà có? Nó dựa vào thân mà có. Cả ba thọ đều lấy thân làm điểm tựa, tiếng Pali gọi là ca đó chắc cài á, Bát chánh đạo có tám, nhưng mà trong công phu tu tập tứ niệm xứ thì niệm tuệ, chánh niệm, chánh kiến và chánh tinh tấn được xem là một bộ ba thiết yếu. Nhớ nha, bát chánh đạo có tám nhưng mà trong cái Vipassana thì có ba cái nổi bật, đó là chánh niệm, chánh kiến và cái chánh tinh tấn. Còn mà để tập trung vào cái đề mục thì chúng ta cần chánh định. Còn để không hiểu lầm ở trong cái đề mục, không hiểu sai hiểu tầm bậy đó, thì chúng ta không thể thiếu chánh kiến và chánh tư duy, thì không thể thiếu sự kết hợp giữa chánh kiến và chánh tư duy. Còn với ba cái chi đạo còn lại đó, chánh ngữ nghiệp mạng thì nó thuộc về giới, nó có cái nhiệm vụ là làm nền tảng cho định. Như vậy tu quán phải cần đến cả bát chi đạo, tám cái thánh đạo, nhưng mà điểm nổi bật thì chỉ có là chánh, là chỉ có trí tuệ, tinh tấn và chánh niệm. Nhớ nha, hành giả phải luôn nhớ rằng trong mỗi giây hiện tại ta chỉ có một cảm thọ, và có ai đó hỏi rằng
cảnh của thọ quán niệm xứ là gì, có bao nhiêu thứ, ta chỉ được trả lời rằng cảnh của thọ quán chỉ có một mà thôi, đó là bất cứ thọ nào đang có mặt. Nhớ nha, bất cứ thọ, bất cứ cảm giác nào đang có mặt thì đó chính là cái đề mục của cái hành giả thọ quán niệm xứ. Dầu đó là dễ chịu hay là khó chịu, cái tâm ghi nhận cảm ở đó phải được xem là cảnh. Hôm qua tôi đã giảng rồi, à hôm qua mình đã giảng rồi, tâm A ở tâm B nó biết cái tâm A, thì tâm A lúc đó là cảnh, mà tâm B là cái tâm biết cảnh, và cái tâm B nó phải được tâm C biết, và lúc bây giờ tâm B nó lại là cảnh của tâm C, mà tâm C nó lại là cảnh của tâm D, ví dụ như vậy. Nhớ nha, có nghĩa là toàn bộ thế giới này nó chỉ có hai thôi, đó là cái bị biết và cái biết. Phải ghi cái này, phải ghi toàn bộ thế giới này chỉ gồm có hai thứ, à, cái biết và cái bị biết, à, cả hai đều vô vô thường nha. Rồi nên nhớ là cái tâm ghi nhận cái cảm thọ là cảnh, mà cái tâm ghi nhận cảm thọ nó cũng phải được xem là cảnh. Như vậy khi quán thọ đó thì ta cũng phải ghi nhận luôn cái tâm là biết nó. Nên nhớ không bao giờ có hai thọ cùng lúc xuất hiện, nhưng thọ mà ta biết được ở tâm trước thì không hẳn là giống cái thọ ở cái, trong cái tâm ghi nhận nó. Mỗi thọ, mỗi cảm giác nó chỉ tồn tại trong một sát na rồi mất đi, để cái cảm giác sau có thể xuất hiện. Việc mà hành giả phải làm là ghi nhận đầy đủ không bỏ sót. Như vậy trong việc quán chiếu cảm thọ, ta có ba việc phải làm. Thứ nhất là biết rõ thọ, cái cảm giác nào đang xuất hiện. Thứ hai, chúng đến từ đâu, và thứ ba là làm thế nào để quan sát nó mà không bị ràng buộc vào nó. Từ bây giờ đó thì chúng ta sẽ bàn sâu về ba vấn đề này. Theo ngài Buddha Khosa thì một hành giả tự quán nếu không tu Samatha trước, tức là không có cảnh định hay là không có chứng thiền đó, thì nên quán cái sắc pháp trước rồi danh pháp sau. Phải ghi nha, hành giả chưa từng tu Samatha đó, khi tu thọ quán niệm xứ thì nên quan sát sắc pháp trước. Nhớ nha, xem trong kinh điển chúng ta thấy nhắc đến cảnh định và kiên cố định trong việc tu tập chỉ quán nói chung, nhưng ta phải hiểu rằng kinh điển gồm toàn những pháp thoại được thuyết giảng trực tiếp trên người thượng căn, à, tùy thời Đức Phật á. Cái chuyện mà người ta có cảnh định và có các cái tầng sơ nhị tam tứ thiền á, nó dễ ẹc, quơ tay là dính, quơ tay là dính. Còn cái thời này á, mà nghe nói tới cảnh định á, thì tôi trừ ra những người tăng thượng mạng, tức là những người hiểu lầm á, ha, trừ ra những người đó thì phải nói rất hiếm, có thể nói là mò không ra. Còn tăng thượng mạng là không có, mà tưởng lầm thì mình không có nói nha. Còn thời Đức Phật thì dầu những người khiêm tốn nhất thì nữa là mình đi tìm rất rất dễ. Cái chuyện mà người đời đó đó đắc cận định và kiên cố định rất là dễ có, mà khổ đó là cái chuyện diễn thời Đức Phật cũng trong trường hợp người không có được một trong hai loại định này thì vẫn có thể tu chứng tự quán như thường, nghĩa là họ chỉ cần sát na định, đó là cái khả năng tập trung trong trong từng giây từng giây từng giây từng giây từng giây đó. Hãy nhớ cái cảnh này một cái dĩ nhiên nó thay đổi liên tục, thì cái gì cũng vô thường. Cảnh trước có thể là những sắc hay danh, cảnh sau có thể là danh hay sắc, nhưng mà hành giả phải luôn luôn giữ được cái khả năng tập trung của mình cho nó được liên tục. À, đem so sánh thì cái sắc na định nó không bị được cái hai định kia, nhưng mà trong thực tế thì hai định kia chỉ là điều kiện gián tiếp cho pháp môn tự quán, còn cái điều kiện trực tiếp phải là sắc na định, tức là cái khả năng ghi nhận mà nó linh hoạt, nó bén nhạy. Còn cái này nó không nói mà con hiểu lầm, cái người mà đắc sơ thì nhị thì nghe nghe cho nó oai, chứ lúc mà họ họ tu tứ niệm xứ là họ cũng phải quay xuống, họ dùng cái sát na định, tức là cái khả năng tập trung ngắn ngắn hạn, bởi vì khi mà họ nhập định á, thì họ đâu còn biết cái cảnh gì khác ngoài ra cái đề mục hơi thở hay là đề mục màu xanh màu tím màu vàng, màu xanh vàng màu đỏ màu trắng, chứ họ đâu còn biết, đâu còn biết tới các cái khía cạnh mà thiện ác rồi vô thường khổ vô ngã nhân quả nhân duyên, họ không biết nha. Nhớ nha, nhưng mà sở dĩ Đức Phật này kêu gọi mình phải tu thiền trước là bởi vì để mình lấy được cái khả năng, lấy cái khả năng định tâm của người kia. Bởi vì sát na định nó có hai trường hợp, cái sát na định trước sau thì nó chỉ là khả năng tập trung ngắn hạn thôi, nhưng mà nó có hai trường hợp, cái sát na định mà của người đắc định á,
nó khác với cái sát na định mà của cái người chưa từng đặt định. Tôi nói một cách khác, cái bạc cắt của cái thằng cha nhà giàu á, nó không giống như cái bạc cắt của thằng cha nhà người cha ăn mày. Thì các vị nghe kịp không? Cái bạc cắt của thằng cha ăn mày là một ngày anh trả mớ, anh trả kiếm được tiền vài nắm thôi, nhiều lắm là vài nắm. Còn cái bạc cắt của thằng cha nhà giàu là phải gì trả ra ngoài ngân hàng trả đổi, và có thùng này qua thùng kia, tấn này qua tấn nọ nha. À, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Ừ. Hai cái khác nhau. À, nhưng mà có những vị trường hợp như mình đậu xe ở bên Âu Âu Châu hay bên Mỹ, có những chỗ mình đậu xe mình phải xài cái bằng cách, nhất là châu Âu. Mỹ thì không có, Mỹ thì tôi chưa có kinh nghiệm mà đậu xe bằng mặt cắt. Nhưng mà bên châu Âu á, thì cái chuyện mà tôi bên đó tôi không có lái xe, nhưng mà tôi có biết chuyện đó, tức là có những chỗ đậu xe nó phải xài bằng cắt, dù chúng ta gọi là tỷ phú đi nữa, nhưng mà hãy vô cái chỗ parking thì bắt buộc anh á, anh phải quên đi 80 tỷ của anh trong nhà băng. Không ai đậu xe mà nhớ được cái đó hết, phải quên đi cái đậu xe, phải lúc có phải đi mò trong túi lấy ra được mấy đồng xu nhét vô đồ cái máy nha, nhét đồ cái máy. À, chứ còn lúc đó mình cũng phải đem 50 tỷ 80 tỷ ra chỗ đó, không có đậu xe được, mà lúc đó chỉ cần mấy đồng xu thôi. Ở đây cũng vậy, khi mà tu tứ niệm xứ là mình chỉ có các vị có còn nghe không? Alo, bây giờ tôi mới vừa nhìn nè, sư đọc nghe không được rõ lắm hả? Là sao ta, kỳ ha. Vậy bây giờ kỳ uổng quá vậy ta, uổng thiệt chứ. Vậy bây giờ tôi đọc lại nghe có được không nha. Theo ngài Bút Thích Cô Xá thì một hành giả tuệ quán nếu không tu chỉ trước, từ không tu Samatha trước, thì khi mà tu Vipassana nó nên quán sắc pháp trước rồi danh pháp sau. Uổng thiệt, hết duyên, cạn tình rồi. Xem trong kinh điển ta chỉ thấy nhắc đến cận định và kiên cố định trong việc tu tập chỉ quán nói chung, nhưng ta phải hiểu rằng kinh điển gồm toàn những pháp thoại được thuyết giảng cho người thượng căn. Trong trường hợp người không có được một trong hai loại định này thì ta vẫn có thể tu chứng tự quán như thường, nghĩa là chỉ cần sát na định mà thôi. Ở trong Tika tức là phụ sớ đó, nói rằng không có sát na định thì không thể tu tập tiểu tự tuệ quán. Có câu Bali thế này: Nahi khanika samatha vina vipassana samphavatti. Rõ ràng như vậy, có nghĩa là không có hai loại định kia ta vẫn có thể tu tập được tuệ quán, nhưng ta không thể tu tập tuệ quán nếu thiếu sát na định. Nó tuy ngắn ngủi nhưng mà nó sinh động đủ nha nhanh để kịp thời ghi nhận những biến chuyển của danh sắc. Cảnh của đề mục thiền chỉ trước sau chỉ là một, định càng sâu càng tốt. À, cận định tốt hơn sát na định, kiên cố định tốt hơn cận định. Riêng cảnh đề mục trong thiền quán thì lại khác, định cần thiết nhưng phải linh hoạt vì cảnh của tuệ quán trước sau khác nhau. À, trước sau khác nhau. Tôi mong rằng cái cô dọn mưa này, bữa nay cô hứa với tôi là cô đừng có làm mất một đoạn nào hết, cái đó rất là quan trọng. Đây là lần đầu tiên mà tôi có một cái đề nghị như thế này. Sở dĩ hành giả chuyên tu thiền quán được gọi là tu thiền khô là bởi vì khi mà ta tu tập thiền chỉ thì được nhiều hỷ diệt khinh an từ các tầng thiền định, nhưng ở pháp môn tuệ quán thì hành giả vất vả nhiều hơn là an lạc. Cảnh danh sắc luôn thay đổi và đều là cảnh tam tướng, nên hành giả không có được khả năng chìm sâu trong an lạc như bên thiền chỉ. À, ở đây thì an lạc nếu có thì chỉ là do phiền não vắng mặt mà thôi. Ngoài ra nếu không phải là cảnh phiền não thì cũng chỉ là cảnh tam tướng, hành giả làm sao mà có thể an lạc với chúng được. Cảm giác thường trực ở hành giả tuệ quán luôn là chán sợ hoặc lãnh đạm trong cảnh mà mình ghi nhận. Ở thiền chỉ tâm dán chặt vào cảnh để tìm sự an lạc, nhưng mà ở thiền quán thì hành giả phải phát hiện cho bằng được cái bản chất bất toàn bất ổn trong cảnh đề mục, để từ đó không còn thương thích ghét sợ bất mãn nữa. Thiền chỉ là để cột vào, thiền quán là để tháo ra. Thiền chỉ được Đức Phật tán thán khi nó là nền tảng của thiền quán, thì ai xem nó là cứu cánh thì đã sai đường rồi. Kinh nói tin trong kinh nói đó, người tu Samatha trước tu quán giống như là qua sông bằng bè,
Còn chỉ tu tu Vipassana mà không có tu Samatha thì giống như qua sông bằng cách là mình lội trực tiếp xuống nước. Cái quan trọng là ta phải hiểu cái bè là cái bè, mục đích của việc dùng bè là qua sông chứ không phải là ăn đời ở kiếp với cái bè, lấy nó làm niềm vui và lẽ sống nha. Cái này mấy này bắt buộc phải nhớ. Như đã nói, pháp môn võ quán đôi khi bắt đầu với sắc pháp, nhưng mà ta phải luôn nhớ là bước thứ hai phải qua danh pháp. Phải hiểu rõ sắc pháp một cách tinh tường thì ta mới thấy được mối quan hệ mật thiết của sắc với danh pháp. Vì như đã nói, thọ uẩn của chúng ta luôn gắn liền với tấm thân này, nên thọ uẩn là cái cảm giác đó. Nên nếu bắt đầu quán thọ với danh pháp thì sau đó ta cũng phải quay lại với sắc pháp mà thôi. Tôi nhắc lại, trong pháp môn thọ quán niệm xứ này ta phải chú ý đến hai cảnh địa mục. Trước hết là đối tượng danh sắc, và thứ hai là tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy. Nói rõ hơn, ta biết cái cảm giác nào đang có mặt, và tiếp theo cũng phải biết cái tâm đang ghi nhận ấy là tâm gì, thọ gì, cảm giác gì. Ta có thể đọc thấy vấn đề này trong thanh tịnh đạo qua câu Pali sau đây: nha tành chế nha nành chế u phổ bí bí pa tì tí. Tâm biết cảnh và tâm và cái cảnh được tâm biết đều phải được ghi nhận như nhau. Cái bị biết ở đây chính là danh sắc đang diễn ra, tức cảnh hiện tại. Còn cái tâm biết cảnh ở đây chính là cái tâm ghi nhận cảnh danh sắc ấy. Cả hai đều là cảnh cần được ghi nhận như nhau. Như vậy, hành giả ở đây có tới ba cảnh đề mục phải ghi nhận. Một là cảnh danh sắc đang sanh diệt. Thứ hai là cái sự biến mất của cái tâm biết cảnh ấy. Thứ ba, cả cái tâm mà ghi nhận cái tâm tuệ quán kia cũng tiếp tục là cảnh phải được ghi nhận. Cứ như vậy mà đi đến vô tận. Như đã nói, hành giả tu Samatha đó thì khi tu Vipassana, nó tu niệm xứ nên bắt đầu với sắc pháp. À, xin lỗi, hành giả mà không từng tu Samatha đó, không từng tu Samatha thì khi tu Vipassana đó nên bắt đầu với sắc pháp. Loại sắc pháp đầu tiên mà hành giả phi ghi nhận cho thật thuần thục lão liền đó chính là bốn đại. Sau đó là các cái sắc y đại sinh, tức là những loại sắc pháp mình dựa vào bốn đại mà có, và sau đó mới là danh pháp trong quan hệ trực tiếp với sắc pháp. Không phải danh pháp nào ta cũng có thể ghi nhận, vì ta cũng biết danh pháp gồm 121 tâm, 52 tâm sở, mà trong đó ta chỉ có thể ghi nhận được danh pháp hiện thế mà thôi. Đối với tâm thiền cũng vậy. Người không có chứng thiền thì làm gì có tâm thiền để mà quan sát. Trong các vị nghe kịp không? Ở trong chánh kinh thì Đức Phật này dạy là biết rõ đây là tâm thiền, biết rõ đây là tâm siêu thế, nhưng mà đó là nói cho cả cái bậc nào kìa, chứ còn mình thì làm gì có mấy cái đó mà nhìn nha. Cho nên ở đây đó, khi mà mình tu tứ niệm xứ, mình sướng ở chỗ là mình chỉ có cái toàn có cái tâm 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 dục giới thôi, mình chỉ có tâm thiện dục giới thôi, rồi mình có tâm bất thiện thôi. À, nó khỏe cho nó, nên cái khỏe mình chỗ là mình không có tâm thiền với tâm thánh để mình quan sát. À, nó sướng cái chỗ đó, nó sướng chỗ mình còn phàm đó. Cho nên cái cảnh để mình nhìn nó ít lắm, nhớ nha. Cái hữu học là nhiều lắm, hữu học là có phiền não, có tâm thánh, có tâm thiền. Còn mình thì khỏe lắm, mình đâu có mấy cái nào xịn xịn, là không có, mình là cái đầu mình là rác không rồi, nha, nó sướng lắm. Mình chỉ còn đếm rác thôi, chứ mình không có vàng ngọc đâu mà đếm. Việc ghi nhận cảnh danh sắc trong pháp môn tuệ quán chỉ là sự âm thầm ghi nhận, không phải niệm ra tiếng. Cái này nhớ kịp nha. À, mình quán chiếu mình biết nó chứ mình không có niệm ra tiếng. À, bởi cho nên mình nghe ai mà tu hành mà cứ lâm lâm là mình biết là chưa có tới nha. Cái thứ mà nó ra tiếng là nó chưa có tới. Chưa có tới. Việc ghi nhận cảnh danh sắc trong pháp môn tuệ quán chỉ là sự âm thầm ghi nhận, lặng lẽ ghi nhận, không phải niệm ra tiếng. À, và để ghi nhận trong một cái trạng thái tâm đang xuất hiện, và để ghi nhận một trạng thái tâm xuất hiện thì hành giả phải chú ý đến ba khía cạnh. À, xúc nào trong sáu xúc, à, ví dụ như bây giờ đó là cái mình khi mà nghe đó là biết đó là nhĩ xúc, còn ngửi đó là tỷ xúc, à, để biết rõ xúc nào trong xúc, thọ nào trong năm thọ, à, biết rõ ở đây là khổ lạc ưu hỷ xả, và thức nào trong sáu thức, biết đây là nhãn thức, là nhĩ thức. Có chú ý đến xúc thì việc quán tâm hay thọ hay là thức mới trở nên dễ dàng hơn. Chẳng hạn như khi mắt nhìn thấy cái gì thì ta phải hiểu ngay lúc đó có sự góp mặt của ba thứ nhãn thức, tức là rồi thần kinh nhãn và cảnh sắc. Sự hợp mặt này được gọi là xúc. Xúc có mặt cùng lúc với ba thứ đó. Người học A Tỳ Đàm á, còn biết thêm rằng cái gọi là nhãn xúc không chỉ ở giai đoạn tâm nhãn thức có mặt, mà còn kéo dài ra mấy sắc na tâm
trước và sau đó nữa, như khai ngũ môn, tiếp thu, quan sát, đoán định. Nói theo tạng kinh thì đơn giản hơn, chính cái sự tác ý trong suốt quá trình ghi nhận cảnh sắc mới giúp cho nhãn xúc có mặt đầy đủ. Đó chỉ là lý do, đó là lý do mà điều kiện của nhãn thức gồm có bốn, có nghĩa là để gọi là để mình thấy được cái gì đó, nó phải gồm có bốn điều kiện. Một là cái thần kinh nhãn, chứ chàng mà mù là thua, người mù họ không có cái thần kinh thị giác. Thứ nhất là có thần kinh thị giác, hai là phải có cái để nhìn, thứ ba là cái ánh sáng thích hợp, chứ còn mà nó chói quá hoặc là nó tối thui thì làm sao mà thấy nha. Nên ánh sáng thích hợp. Và cái thứ tư là phải có sự chú ý. Có nhiều khi mình đi đón ai ở phi trường á, mà mình cứ lo mình ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nó đi ngang trước mặt mà mình thấy nha. Hoặc là mình đi đi chợ mà mình đi chung với ai đó, để cứ lo chát 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 chát, hoặc lo ngẩn ngẩn ngơ ngơ là bị lạc nhau giữa chợ đời bao la, là nó là chuyện bình thường nha, bởi vì thiếu sự chú ý nha. À, cho nên trong kinh điển nguyên thủy Đức Phật này chỉ nói đến hai điều kiện căn bản, đó là nhãn căn và cảnh sắc thôi. Bởi vì nghe nói gọn nhưng mà trong chú giải này kể cho đủ, đó là thần kinh thị giác nè, rồi cái để nhìn nè, phải có cái để nhìn chứ, phải có cái. Mình không có đuôi nhưng mà không có đi kéo cái, mình nhìn lên trời 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 thẳm có cái gì đâu để nhìn, thì vậy không được nha. Phải có cái để nhìn, rồi ánh sáng đầy đủ, cái điều kiện ánh sáng phải ok. Và cái thứ tư là phải có sự chú ý. Nhưng mà trong kinh điển nguyên thủy Đức Phật này thường là chỉ nói cái hai chuyện căn bản, hai người nói gọn thôi, đó là phải có mắt và có cái để nhìn, nhớ nha. Trên đây tôi vừa nói rằng á, khi điều kiện hội đủ thì gọi là xúc, mà xúc ở đâu thì cảm giác tức là thọ cũng có mặt ở đó. Dầu trên công thức của giáo lý duyên khởi thì ta nghe nói xúc duyên thọ giống như là xúc phải có trước, thọ có sau, trong khi đó công thức trên không hề nói đến những trước sau, mà chỉ xác định rằng do có cái này mới có cái kia. Giống như là ánh sáng có mặt thì bóng tối biến mất, bóng tối có thì ánh sáng không có. Mình nghe vậy mình tưởng có cái trước cái sau, chứ không phải, hai cái này nó cùng một lúc. Ánh sáng xuất hiện thì bóng tối nó cũng biến mất, hai cái này nó có mặt cùng lúc. Ở đây cũng vậy, ở đây mình nghe nói là xúc duyên thọ, mình tưởng cái trước cái sau, chứ không phải, nó cùng một lúc, nhớ nha. Chẳng hạn như là khi mà cái tâm nhãn thức có mặt thì phải luôn có tâm tiếp thu đi theo phía sau để mà đón nhận cảnh sắc, sau đó là tâm quan sát đoán định, bảy tâm động lực, và đôi khi còn là thêm hai na cảnh. Chỗ này là trong râm mà không còn A Di Đà, mình nghe cái này để ốc. Chỉ riêng lộ tâm nhãn môn thì vẫn chưa đủ, ngay sau đó ta còn phải cần đến ít nhất là bốn tâm lộ nữa. Cái này tôi phải giảng một chút, có nghĩa là nếu mà mình không có học A Di Đà, mình cứ tưởng là mình nghe một cái đùng cái mình nhìn ra mình thấy thằng bé đốt pháo, mình tưởng đơn giản như vậy chứ không phải. Theo trong A Di Đàm á, mình nghe một cái đùng, đó là cái process of mind, cái gì đó, một cái quá trình tâm thức nó diễn ra để cho mình nghe tiếng động. Mình hoàn toàn không có giật mình, nếu mà chỉ là cái nghe không mình không có giật mình. Còn cái chuyện mà mình giật mình đó, nó là một loạt tâm sao, một loạt tức là vô số tâm sao nó xuất hiện để nó làm cái chuyện giật mình. Đấy. Rồi từ cái giật mình đó mình mới liếc ra, mình thấy thằng bé nó đang đốt pháo. Rồi ngay trong cái thấy đó mình không có giận, nhưng mà ngay sau cái process đó, đó thì nó một loạt tâm nó xuất hiện để nó đánh giá, nó nhận thức vấn đề là thằng bé này nó đốt quá gần mình. À, thay vì đốt một lần một một phong một băng pháo, đằng này nó cứ chơi lâu lâu cái cắt cùm nó dùng tùm lum hết trơn á, làm cho người khác sợ, làm người khác hết hồn. Mình nghĩ như vậy mình mới giận á. Như vậy thì chỉ nghe không thì chưa đủ sợ, mà vì mà cái giật mình, cái loạt tâm sao nó mới làm cho mình giật mình. Rồi từ cái giật mình mới liếc mắt ra, thì cái liếc nó không đủ làm cho mình sợ, mà phải đợi trong cái thức thứ sáu đó, cái ý thức nó phân tích này nọ, nó đánh giá cái vấn đề, rồi mới bắt đầu mình qua giận. Có nghĩa là nghe chưa đủ sợ mà phải để tâm nó đánh giá nó mới sợ, rồi nhìn chưa đủ giận mà phải đánh giá là mới giận thằng bé. Mà tất cả những cái này nó diễn ra trong tích tắc. Các vị hình dung giùm tôi đi, tức là các vị đang đứng, các vị nghe cái đông, các vị quay ra, các vị thấy thằng bé, các vị giận, các vị thấy đơn giản quá, tức là cái giận này do mình thấy, xin lỗi, do mình nghe. Sẽ bé nghe khác, giật mình là chuyện khác, thấy khác, giận là một chuyện khác. Phải có quan sát cái đó mới thấy rằng cái thân này, cái tâm này nó vốn dĩ không phải là tôi, không phải là ta, mà nó là sự cộng ghép của vô số thứ rời rạc, giống như là một cái chiếc xe, mình tưởng nó là chiếc xe mà thật ra nó là một đống phụ tùng thôi, quý vị nhớ nha. Tôi nhắc lại, không hề có chiếc xe trong cái đống phụ tùng, bởi vì chính đống phụ tùng đó ghép lại mới làm nên chiếc xe. À, bản thân chúng ta là những gì khó chịu, dễ chịu,
chứ không phải là những cái dễ chịu khó chịu đó là của chúng ta, là sẽ đẹp nhé, sẽ đẹp. Sau khi tâm nhận thức có mặt thì phải luôn có tâm tiếp thu quan sát đoán định đi theo sau để mà nó đánh giá vấn đề, là sau đó là bảy tâm đúng rồi, là cái tâm bốn, lấy cái tâm nữa là bốn tâm mà gặm nhấm thưởng thức cái cảnh nó ra sao nha. Và đôi khi còn thêm hai đa cảnh, có nghĩa là cái cảnh nào nó rõ quá, nó lớn quá thì cái biết mình nó kéo dài lâu hơn, thì lúc nó thêm hai cái đa cảnh. Chỉ riêng cái tâm lộ nhãn môn chưa đủ, là chỉ riêng cái thấy không chưa đủ, mà ngay sau đó chúng ta còn phải có một loạt tâm thức khác để mà nó đánh giá, nó nhận xét vấn đề, rồi từ đó mình nó thích hay là ghét, thiện hay là bất thiện. Vì tâm sanh diệt rất là mau nên sự có mặt của cảm thọ cũng rất chớp nhoáng. Đến đây thì ta hiểu vì sao khi nói đến pháp môn quán thọ thì ta phải nói đến sáu súc, sáu thọ và sáu sáu thân. Khi chú ý đến ba khía cạnh này thì tâm ta mới có thể kịp thời theo dõi cảm thọ, cảm giác của mình. Vì vấn đề ở đây lúc này chỉ còn là con số 3. Ta không thể đủ nhanh để ghi nhận từng sát na trong mỗi lộ tâm. Lộ tâm có nghĩa là process of mind nha. Pháp môn quán thọ có hai điểm đáng chú ý. Thọ là một thứ danh pháp dễ nhận diện và thông thường nó cũng là điều kiện trực tiếp để tham ái có mặt. Từ thọ, từ cảm giác người ta mới nảy sinh ý niệm thích thú và đi tìm một cái tôi trong từng khoảnh khắc ghi nhận sáu cảnh. Đó là lý do vì sao ta có thêm công thức ái duyên thủ. Vì thọ duyên ái, ái duyên thủ, và thọ chính là cửa ngõ dẫn đến tham ái, nên nếu ở giai đoạn cảm thọ ta có chánh niệm tỉnh giác thì ái sẽ không có cơ hội xuất hiện. Nên nhớ các vị nghe kịp không, tức là ông nội sanh ra bố mình, mà nếu bố mình là vô sinh, má mình là vô sinh thì làm gì có mình, tức là truyền đến đời con thì làm gì có đến đời cháu, nhưng mà chính vì má mình không vô sinh, bố mình không có vô sinh cho nên mới lòi ra mình. Mà nếu mình tiếp tục không có vô sinh thì tiếp tục mình lại có con nữa. Ở đây nó vấn đề nó là như vậy nha. Cho nên đối với một cái người mà có chánh niệm tỉnh giác, họ khó chịu thì họ biết đó là khó chịu, họ không để cho cái tâm sân nó đi ra. Dễ chịu họ biết đó là dễ chịu, họ biết bằng cái tâm thiện, chứ họ không để cho ái đi ra. Còn người không có tu thì sao, lục căn nó biết lục trần thì nó thành ra xúc, mà xúc nó sanh ra cảm giác, rồi cảm giác cái nó sanh ra là thích hay là ghét, là từ đó nó ra phiền não, rồi từ đó nó ra cái nhân sinh tử. Nhớ nha. Như vậy thì đó là vì sao ta có thêm công thức ái duyên thủ. Rồi cái từ thủ á, thủ nó là giai đoạn mà ông có dùng một hình ảnh tôi rất là thích, đó là đấm và đuối. Tham ái là đấm mà thủ là đuối. Đấm chưa chết mà đuối mới chết. Đấm đuối thì kỳ quá ta. Ok, thủ là một giai đoạn nặng của ái, mà chính của thủ nó mới có tâm tái tục, và từ tâm tái tục nó mới có cái chuyện đầu thai tái sinh, và từ cái đầu thai tái sinh nó mới có hiện hữu ở đời, nó mới có là sầu bi khổ ưu não, thương phải xa, ghét phải gần, muốn mà không được. Đó, nhớ nha, đó là ba cái khổ căn bản. Gần cái mình ghét, cái mình sợ, mà xa cái mình thương, xa cái mình thích, rồi cuối cùng nó đúc kết lại là muốn mà không được thì đều gọi là khổ. Muốn mà không được rồi. Mà cái đó tất cả đi ra từ cái vấn đề là ngay chỗ cái thọ này, cái thọ đó là mình thọ từ cái cảm giác mình có tu ngay chỗ đó. Ở trước chúng ta đã nói rồi, cảm thọ không phải là đối tượng độ trừ, nó không phải là cái để mình chấm dứt nữa, mà nó là cái cần được nhận diện thôi. Cái tội là nó tội ở cái chỗ ái, cái chỗ tham ái, chỗ sân hận nhé. Chứ còn mà cái cảm giác dễ chịu khó chịu bản thân nó phải là đối tượng để mà mình nó không phải là cái để mình coi nó là phiền não nha, mà nó là cái để mà mình quan sát, bởi vì nó là khổ đế mà. Nói chi tiết thì về mặt cảm giác, thọ có ba và có năm, nhưng ở bình diện thực tính rốt ráo thì vượt ngoài khuôn khổ cảm giác thì cảm thọ nào cũng phải bị xem là khổ. Khổ ở đây chúng ta biết rồi, nó có ba nha, khổ rồi có ba, tức là cái sự khó chịu nó là khổ, mà cái sự vắng mặt của cái dễ chịu nó cũng là khổ, mà bản thân cái sự có mặt của khó chịu và dễ chịu nó cũng là khổ. Chỉ cần có mặt là khổ, là vì sao? Vì chính sự có mặt nào nó cũng vô thường, mà cái gì vô thường thì nó là khổ. Cho nên Đức Phật ngày dạy rằng bất cứ cái gì hãy được cảm nhận thì cái đó đều là khổ hết. Nó không khổ là vì khó chịu thì cũng khổ là do nó vô thường. Cho nên trong đây Đức Phật ngày dạy là văn kinh chí quê đã chí tăng, bất cứ cái gì mà được là cảm nhận
thì cũng tăng dukkha sinh, cái đó cũng là khổ, của nó cũng nằm ở trong khổ. Tăng dukkha sinh là cái đó cũng nằm trong khổ. Ngài xài rất là rõ, tăng là cái ấy, dukkha sinh là trong khổ, cái gì được cảm nhận thì cũng đều nằm ở trong cái biển khổ hết. Nói như vậy thì lạc hay xả cũng đều là khổ. Học đạo rất là kỹ, lúc nào phải hiểu nghĩa nào, ta không nên lấy cái biết hạn chế của mình làm thước đo tuyệt đối cho mọi trường hợp. Chẳng hạn như có lúc ta phải biết thọ có sáu hoặc là ba, trường hợp nào tất cả cảm thọ chứ đừng gộp chung là trường hợp nào. Đừng có lúc thì thọ có ba là khổ lạc xả, có lúc được kể là năm khổ lạc ưu hỷ xả, có lúc được kể là sáu là nhãn thọ nhĩ thọ, có lúc chỉ kể là một có nghĩa là cảm giác thôi, hoặc là có lúc thọ tất cả được thọ được kể là thọ khổ thôi. Là lúc giờ mình phải hiểu khổ đây tức là hành khổ, nhớ nha. Chữ khổ phải ghi khổ có hai nghĩa, cảm giác khó chịu của thân tâm hoặc sự bất toàn của thân tâm đều được gọi là khổ. Thì được gọi là khổ. Cũng giống như trong cái chén cơm thiêu thì người ta dồn như trong đó rất là nhiều thứ đoạn dư thì trong đó nó cũng có cái thiệt ra đó, nó cũng chưa có phải là đồ thiêu, nhưng mà vì dồn hết vô trong trong đống trong cái nồi cơm, trong cái tô cơm thiêu đó, cho nên tất cả đều được gọi là cái chén cơm thiêu hay là tô cơm thiêu. Chỉ còn trong đó có một vài món không phải là thiêu, nhưng mà nó nằm trong đó thì nó đều được kể là chén cơm thiêu. Nói chung ở đây cũng vậy, có những trường hợp mình xé nó ra mình gọi là đây là thọ khổ thọ lạc, nhưng mà xét trên cái bình diện là tất cả có mặt đều là vô ngã vô thường, thì lúc bấy giờ nó là cảm giác nào nó cũng bị xem là khổ hết, là khổ ở cái nghĩa đó, ở cái nghĩa là bất bất toàn, bất toàn bất e nha. Nhiều nói như vậy lạc xả cũng đều là khổ trong ý nghĩa này. Ngay thời Đức Phật cũng có nhiều người chỉ nghe được một hai pháp thoại rồi sinh thắc mắc và ngộ nhận. Có người họ chỉ biết có hai thọ, hoặc là họ nghe giảng ba thọ năm thọ rồi mai mốt họ nghe tới sáu thọ, họ nghe tới mấy chục thọ thì họ thắc mắc và ngạc nhiên, bởi vì họ học không kỹ. Ngay cả cái câu này Đức Phật ngày dạy cho ngàn vạn cái lý, ai thấy pháp thì người đó thấy ta, mà ai thấy ta là người đó thấy pháp. Vì hiểu câu này một cách cực đoan và chật hẹp nên nhiều người cho rằng thờ lại tranh tượng Đức Phật là không cần thiết. Hiểu như vậy là không được nha. Tại vì bên kinh Kim Cang các bác tông có một câu là lấy sắc lấy âm thanh mà cầu ta thì đó là tà đạo, không thấy được ta. Mình nghe câu đó trong một trường hợp nào là câu đó đúng, nhưng mà không phải là chỉ vì câu đó rồi mình phủ nhận toàn bộ cái chuyện mà thờ tranh tượng của Đức Phật thì là hiểu sai nha. Hiểu sai có nghĩa là cho rằng tu hành phải thờ tranh tượng thì đó là sai, mà cho rằng hai cái đó tuyệt đối không cần thiết thì cũng lại là một cực đoan khác nha. Các vị nhớ cho đó, nhớ phải nhớ cho đó trong đời sống này. Ví dụ như mình bữa hôm tôi nhớ tôi có nói rồi, thì thằng tèo nó coi như là nó quá mê tiền đi, nó chỉ biết tiền thôi, thì má nó nói là con à, tiền bạc là phù du là vật ngoại thân, người còn của còn, chứ còn mà của còn chưa chắc là người còn nha, mà sống chỉ biết tiền không thì con sống với ai, nhớ nha. Rồi mai này nó mất hết rồi con sao cũng sống. Đời sống nó còn những giá trị khác ngoài đồng tiền nữa mà, đó là thằng tèo. Còn cái thằng tí nó quá phí đi, nó xài coi như bạc mạng, coi là xả láng sáng dậy sớm không biết đến ngày mai, thì cũng má nó mới nói thế này, cũng bà má má nó mà đẻ ra hai đứa thằng tí thằng tèo. Thì thằng tèo nó quá mê tiền thì bả lại nói khác, nhưng mà đối với thằng tí bả lại nói khác. Bả nói trời đất ơi, mày xài cái này chắc chết quá tí ơi, mai này ba má mà đi rồi đó là ai lo cho con nữa, ai mà sống đời lo cho con, có phải dành dụm chứ, tương lai rồi là mai này có vợ có con là chưa kể tuổi già bệnh hoạn cô đơn rồi không có người thân thì lúc ai lo, lúc đó tiền nó lo cho mình nó con à. Trời đất ơi, không có tiền ra đường không có dám ngửa mặt nhìn ai hết, nhớ nha. Không có tiền không phải là vạn năng, mà không có tiền thì mọi rất nhiều thứ trở nên bất năng nghe con.
Thì mình thấy rõ ràng hai câu nói này nó mâu thuẫn nhau, nhưng mà tùy trường hợp mà mình hiểu cực đoan là chết nha. Mình cứ nghe cái câu của bà má nói với thằng Tèo á, mà mình coi thường đồng tiền là cũng vậy, mà mình cứ ôm cái câu mà bà má nói thằng Tí á, thì mà mình khư khư mình giữ tiền á cũng vậy. Nhớ nha, cái này trong năm ai cũng trên 18 tuổi hết rồi, thì mà tôi giải thích rõ quá rồi quý vị tự gái nữa mà không giải thích cái hiểu lầm khổ vậy đó. À, cho nên đó là lý do mà mình phải tu tập niệm xứ thì mới hiểu lầm nha. Tiếng Bali á, bây giờ trở lại nè, nhiều người cho rằng cái việc thờ lại ảnh tượng của Đức Phật là không cần thiết, vì họ cho đó là làm lệ, làm ngược lại lời Phật. Lẽ ra họ phải biết thêm rằng bất cứ hình ảnh nào có thể gợi ý về nhân cách Đức Phật cũng đều là hình ảnh đáng được chiêm ngưỡng. Và lúc bấy giờ đó thì đó là một chuyện cần thiết chứ. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà thọ quán niệm xứ. Khi nói thọ nào cũng là đau khổ thì ta phải hiểu rằng ở đây không có khía cạnh cảm giác mà nhắm vào khía cạnh vô thường của các thọ. Và chữ khổ ở đây phải được hiểu là sự bất toàn, bất ổn. Cái gì vô thường thì có nó bất ổn, bất toàn. Như nói thằng bé nó sống khổ thì chữ khổ ở đây không chỉ riêng cái vấn đề cảm giác của nó mà bao gồm cả cái tương lai bấp bênh của nó nữa. Chứ chữ khổ ở đây mình hiểu thì có nghĩa là nó đang khó chịu thì chưa chắc. Các bạn nghe kịp không? Alo. Để nó còn nhiều không ta? Quá nhiều. Bây giờ đã là 10 giờ, sao đành phải hẹn lại ngày mai, nó quá nhiều. Nhà nó quá nhiều. Vang để nhớ rồi, hẹn là ngày mai rồi. Dạ. Hẹn là ngày mai, tại tuần này chúng tôi hứa chúng tôi dạy suốt vì hai lý do. Một là bù bù cái thời gian mà chúng tôi đi, thứ hai là cái loạt kinh này mà mình học gián đoạn nó rồi, cái bà con kẻ nhớ người quên, nhớ chập chờn, nhớ lơ mơ thì cũng hỏng hỏng sôi ha. Cho nên đó là hẹn lại ngày mai học tiếp. Chúc các vị một ngày vui. Dạ. Idam me nhati nan khổ tu sukhita hontu nhat tayo. Idam me nhati nan khổ tu sukhita hontu nhat tayo. Idam me nhati nan khổ tu sukhita hontu nhat tayo. Idam me punyan asuva khaya vaham sa 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 sa